việc uống rượu bia trở thành phần không thể thiếu trong các cuộc gặp mặt dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, nó cũng gây ra vấn đề nghiêm trọng là việc ép buộc uống rượu bia, hay nói theo kiểu là chú không uống là chú không nể anh rồi. Dù xuất phát từ ý tốt, mong muốn tạo không khí vui vẻ, hòa đồng, nhưng hành động này không chỉ gây khó chịu cho người không sẵn lòng uống, mà còn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe và an toàn giao thông. Sự thiếu ý thức về hậu quả của việc ép uống, cùng với quan niệm uống cho chặt chẽ tình cảm, đã trở thành vấn đề đáng quan ngại trong xã hội. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trả lời vấn đề trong dịp lễ Tết, nhiều người tổ chức ăn nhậu và trong lúc nhậu có một số người ép buộc người khác uống bia rượu. Theo quy định của pháp luật, việc này có bị xử phạt hay không? Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn cho biết, trong dịp lễ Tết, các buổi tiệc liên hoan, nhiều người vẫn có thói quen ép người khác uống bia rượu. Tuy nhiên, đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Khoản 1 điều 5 Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 quy định nghiêm cấm các hành vi xúi dục, ép buộc người khác uống rượu bia. Tại điểm B khoản 3 điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi ép người khác uống rượu bia. Mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần so với mức phạt đối với cá nhân. Mặt khác, bản thân người ép buộc người khác uống rượu bia có thể cũng không biết hành vi của mình là vi phạm. Họ cho rằng đã là cuộc vui thì ngồi uống rượu, mời nhau là chuyện bình thường. Hoặc bản thân họ hiểu, nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình nhưng cố tình lờ đi và người bị ép uống rượu bia cũng không có phản ứng. Để chấm dứt tình trạng ép buộc nhau uống rượu, trước mắt bản thân người bị ép buộc uống rượu cần có thái độ rõ ràng, dứt khoát, chủ động báo cáo cơ quan chức năng để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý, từ đó răn đe những người có ý định ép buộc người khác uống rượu. Đồng thời, cơ quan chức năng cần có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể hơn nữa thế nào là ép buộc uống rượu để hiểu đúng, hiểu đủ, người dân dễ dàng thực hiện và cơ quan chức năng cũng dễ dàng xử lý khi có vi phạm. Việc mời nhau rượu bia xuất phát từ tình cảm giữa hai bên. Tuy nhiên, cần phân biệt mời uống rượu bia và ép buộc nhau uống rượu bia để có hành xử phù hợp, thể hiện sự tôn trọng, lịch sự và văn minh. Nhìn từ thực tế thì những câu chuyện từ chén chú chén anh, sau đó thành xô xát, thậm chí là án mạng xảy ra không hề hiếm. Mới đây, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến hai người thương vong. Trước đó, ông Lô Văn Tê, sinh năm 1961, và ông Lô Xuân Trờ, sinh năm 1966, cùng chú bản Hữu Văn, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó hai người xô xát, dùng dao đâm chém nhau. Hậu quả, ông Lô Văn Tê tử vong tại chỗ, ông Lô Xuân Trờ bị thương nặng, được người nhà đưa tới Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu. Hay một vụ việc khác là ngày 8 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Duẩn, 35 tuổi, chú thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2023, trong lúc tổ chức nhậu tại nhà TNH, thôn An Hòa, xã Hành Dũng, Lê Văn Duẩn xảy ra mâu thuẫn với ông Hà Anh Tuấn, 56 tuổi, chú thôn An Phước, xã Hành Dũng. Sau khi lời qua tiếng lại, Duẩn nắm cổ áo kéo ông Tuấn rời khỏi bàn nhậu. Thấy vậy, Hát lấy ghế nhựa đánh và đuổi Duẩn ra khỏi nhà mình. Một lúc sau, Duẩn quay lại kéo ông Tuấn, khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, lưng tựa vào lưới B40. Chưa dừng lại, Duẩn tiếp tục nắm cổ áo, đấm liên tiếp vào vùng đầu bên trái của ông Tuấn. Chỉ khi được mọi người can ngăn, Duẩn mới rời đi. Sau đó, ông Tuấn dắt xe ra về, nhưng đi không vững và được dìu vào võng trong nhà ông Hát nằm nghỉ. Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023, ông Tuấn có biểu hiện khó thở và được đưa đi đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 2023, ông Tuấn không qua khỏi. Được biết, tháng 10 vừa qua, tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, xảy ra vụ nam thanh niên bắn vợ bạn nhậu rồi bỏ trốn. Theo đó, tối ngày 20 tháng 10 năm 2023, Nguyễn Văn Công, 26 tuổi, chú thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, ngồi nhậu tại nhà hàng Bảo Phát, thôn Thành Long, xã Xuân Thành, thì xảy ra mâu thuẫn với bạn là TVP, chú cùng xã. Tàn cuộc nhậu trên đường về, Công tiếp tục cãi vã với anh P, sau đó hai người lao vào đánh nhau.
Lúc này, anh Trần Ngọc Tê, chú thôn Thành Hải, cũng là bạn nhậu trong nhóm Công vào can ngăn. Tuy nhiên, cho rằng anh Tê can ngăn nhằm ngầm giúp anh P đánh mình, nên Công về nhà lấy khẩu súng hơi qua nhà anh Tê để nói chuyện. Đến nơi, thấy chị Phạm Thị Dê, vợ anh Tê ra đóng cổng, Công liền đưa súng lên bóp cò, viên đạn găm vào bụng chị này. Sau khi gây án, Công bỏ trốn, còn chị Dê được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Một vụ việc khác, ngày 29 tháng 11 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Vinh, sinh năm 1994, trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi đâm chết người. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2023, Đặng Văn Hoàng, sinh năm 1996, cùng Nguyễn Ngọc Xin, sinh năm 1995, trú tại thôn Hiền Hòa 1, đến nhà rủ Nguyễn Đăng Vinh đi nhậu. Sau đó, cả ba cùng đi trên mô tô do Hoàng điều khiển đi đến quán nhậu. Trên đường đi thì gặp Văn Viết Nhĩ, sinh năm 1995, cư trú tại thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền, nên cả ba rủ cùng đến nhậu ở một quán tại thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền. Ngồi nhậu được khoảng 2 tiếng thì Vinh và bạn nhậu Văn Viết Nhĩ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc trả tiền. Lúc này, Vinh đi vào bếp của quán nhậu, lấy kéo rượt đuổi rồi tấn công vào vùng ngực của Nhĩ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Vinh tiếp tục rượt đuổi, chạy được một đoạn thì Nhĩ ngã xuống đường. Lợi dụng cơ hội, Vinh chạy đến tấn công liên tiếp vào người Nhĩ. Khi Nhĩ vùng dậy bỏ chạy về phía nhóm bạn được một đoạn thì ngã xuống đường. Không bỏ qua cho nạn nhân, Vinh chạy đến tiếp tục tấn công vào người, dùng chân đá vào người Nhĩ, sau đó cầm hung khí rời khỏi hiện trường. Lúc này, nạn nhân đã tử vong. Nguyễn Đăng Vinh sau khi gây án đã vào Đà Nẵng lẩn trốn tại một nhà nghỉ và bị công an bắt giữ. Một tác hại của việc chén chú chén anh cũng phải kể đến là ngộ độc rượu chứa methanol. Một vụ việc gần đây là 5 người ở tỉnh Bắc Cạn phải nhập viện sau bữa ăn tại một quán lẩu. Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho thấy mẫu rượu trắng còn lại trong chén mà bệnh nhân đã uống có hàm lượng methanol cao hơn 30 lần mức cho phép. Trước đó, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn tiếp nhận 5 trường hợp gồm 3 nam và 2 nữ nhập viện do ngộ độc sau khi ăn lẩu và uống rượu tại quán lẩu Chim Còi, đường Thanh Niên, tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ cũng thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu methanol, trong đó có nhiều trường hợp nặng, thậm chí tử vong. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ngộ độc methanol tại đây là xấp xỉ 30%. Còn ở các cơ sở y tế tuyến dưới, con số này thậm chí lên đến 50%. Trong trường hợp bệnh nhân được cứu sống thì cũng sẽ chịu những di chứng nặng nề. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện trên địa bàn cũng thường xuyên tiếp nhận cấp cứu những ca ngộ độc rượu chứa methanol trong các cuộc gặp gỡ, nhậu, liên hoan, tiệc tùng. Qua phân tích từ các vụ ngộ độc rượu, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc, tiếp đến là rượu ngâm cỏ cây rừng độc, rượu ngâm củ ấu, rượu ngâm động vật. Đáng lo ngại là tình trạng ngộ độc do rượu pha từ cồn công nghiệp methanol có xu hướng gia tăng. Đây là chất rất độc, thải trừ chậm, oxy hóa thành phormon, formaldehyde và axit formic. Chỉ cần uống từ 5 đến 15ml có thể gây ngộ độc nặng, 15ml trở lên gây mù lòa, 30ml có thể gây tử vong. Bác sĩ Nguyên cho biết, các triệu chứng ngộ độc methanol thường gặp là buồn nôn, nôn nhiều, tiêu chảy hoặc đau bụng, đau đầu, huyết áp thấp, chóng mặt hoặc mất phương hướng, môi và móng tay tím tái, hành vi kích động, nhìn không rõ hoặc mờ, mù lòa, khó thở, co giật, hôn mê và tử vong. Các triệu chứng nhiễm độc methanol thường xuất hiện trong vòng 30 phút sau uống, nhưng có thể muộn hơn, tùy thuộc vào số lượng rượu mà người bệnh uống. Thường có hai giai đoạn kín đáo vài giờ đến 30 giờ đầu và giai đoạn biểu hiện ngộ độc rõ tiếp theo sau. Vì triệu chứng lúc đầu thường kín đáo và nhẹ, ức chế thần kinh, an thần, vô cảm, nên thường bị người bệnh chủ quan bỏ qua. Lo ngại tình trạng ngộ độc rượu methanol sẽ tiếp tục nóng, nhất là vào dịp cuối năm, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại các tỉnh, thành phố cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, qua đó cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời. Đặc biệt, ngành y tế cần phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, trong đó chú trọng vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, nhất là các cơ sở nấu rượu thủ công. Từ đó, ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác đưa ra lưu thông trên thị trường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.